Thì trên cái đường anh em đi vào cầu Khe Trang, Khe Vác thì cái điểm sạt lở này nó sạt lở tít trên đỉnh trên kia. Cái đường trước nó nằm tận trong cái mép đường, trong cái bờ rãnh này đến cái đường này. Cái đường rộng 7 mét như này mà nó lấp hết đường luôn. Nó cao lên chỗ giữa tim đường kia, nó cao khoảng 5 mét. Cái nhà này nguy hiểm này. Này chắc phải cho cái nhà này di rời thì không có. Cái chỗ này nó nguy cơ nó sạt xuống, nó lấp hết đường luôn. Bây giờ phải đi vào cái vườn của cái nhà bên dưới kia thôi. Đi đi tránh sang bên đấy thôi. Nhưng mà cái nhà này này, nguy hiểm, mấy cái nhà ở đây nguy hiểm đấy. Chính quyền, lực lượng chức năng chắc phải có biện pháp phải cho di rời nhà cửa. Khối lượng này thì nhiều lắm, nó hàng vài vạn khối. Tận trên cái cột Viettel trên đấy nó sạt xuống cả một đống to như cái núi luôn. Rồi, anh em sẽ tiếp tục đi vào cầu Khe Trang, cầu Khe Vác.
Xin chào quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Như quý vị cũng đã biết thì những cái cơn bão siêu bão mạnh nhất là cơn bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam cái thời gian vừa rồi, thì các tỉnh ở dưới vùng xuôi, vùng biển thì thiệt hại rất là lớn. Nhưng mà trên vùng núi Yên Bái rồi cái tỉnh ở trên Tây Bắc, Tuyên Quang, Lào Cai thì thiệt hại rất là nặng do là cái mưa rất là lớn và sạt lở đất nữa. Hôm nay thì anh em mới có thời gian quay lại để ghi hình những cái cầu mà anh em làm giúp bà con ở trên vùng cao. Như quý vị đã biết thì trên Yên Bái thì mưa, thường mưa xong là những sạt lở. Đấy, trận vừa rồi là mưa rất là khủng luôn. Mà cái này thì anh em cũng đã biết trước là nó chỗ này nó nguy cơ nó sạt, nên là làm mấy cái dọ đá vào đây. Làm mấy cái dọ đá chắn chỗ này sạt nó khỏi tràn vào đường. Nên cái đường bê tông của anh em quên không giới thiệu. Hiện tại là An Ninh đang có mặt tại cầu Khe Trang, thôn Khe Trang, xã Nậm Mười, tỉnh Yên Bái. Đây, ra đây thì cập nhật cho quý vị biết. Đấy, cái cầu này thì anh em vừa mới làm xong là rút sang bên kia. Trong nữa sẽ đi cập nhật mấy cái cầu nữa. Đường bê tông này còn rất là ngon lành. Biển báo trọng tải, đèn vẫn hoạt động. Đây, được các mạnh thường quân thì giúp đỡ, giúp bà con đèn, cột đèn. Đấy, cầu này là công trình cầu Khe Trang, xã Nậm Mười, hoàn thành ngày 5 tháng 5, được mấy tháng rồi đấy, 10 tháng 7. Giờ mới tháng 9, được hai tháng. Hơn tháng thôi. Đấy, hôm trước là mưa to, thấy bà con bảo trong này cũng lũ rất là to. Dưới này nước thấy là cũng xói vào đá, bờ đá rồi, trơ cái hòn đá này ra rồi. Cái này khối đá này là cái khối đá nó liền đấy. Nên là anh em biết là chỗ này nó chắc chắn đặt vào đây. Vừa trước là thông dòng là anh em cho máy đi cào hết và phá cái hòn đá này đi để cho nước nó chảy. Vòng quanh ở trên này thì cũng bị sạt lở nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến cầu của anh em. Vừa rồi là quý vị cũng biết là anh em bay cái flycam ấy. Trên cái hình ảnh flycam này, cái khu vực từ dưới này, từ cái chỗ cái cây khô khô đấy, nó cắt theo cái vòng quanh cái đồi đấy, đến cái lán chỗ kia đấy, cắt lên tận cái đỉnh trên này là nó có vết sạt lở, nó lún, nhưng mà rất là may nó không tới cầu. Đây, đi sang đây là cập nhật cho quý vị biết. Đấy, cái vị trí đấy thì nó cách cầu của anh em khoảng độ 100 mét, hơn 100 mét. Nó không cắt sang bên này nhé, nó cắt đây, nó vòng xuống sang đây xong là nó cắt vào cái đầu ruộng ngô này thôi. Này mà cái vết sạt lở này mà nó lấn vào cầu là nó cũng đẩy cả cầu đi đấy. Nhưng mà nó chưa với, nó không với tới, vì nó cắt từ đây sang kia thôi. Đây, bắt đầu nó sạt xuống chỗ này. Đấy, bữa trước là cái đường nó chỗ này nó đi vào đây nhá. Đi thẳng sang cái chỗ cái lán kia luôn. Cái lán thì giữ nguyên nhưng mà cái đường thì bị trôi. Đấy, trôi đi xuống phía dưới này, bởi vì cái vết này nó đẩy từ trên kia xuống, đẩy hết xuống dưới này thì nó bị trôi đường cả đường đi này. Cái lán kia thì nó ở trên cái vết sạt lở chỗ cái lán kia, thì cái đường đấy trước nó đi vào chỗ cái cầu bà con mới làm lại.
Đây là cái bà con làm lại hai cái cầu này để đi tạm đây. Nó xuống đây nó sạt, nó cắt mất đường. Cả cái khu vực mà An Ninh đang đứng đây thì là một cái vết cắt, nó cắt thành hai bên này. Nó cắt nó đẩy cả cái này xuống dưới, phía dưới xuống dưới vực dưới này. Đấy, rất là may. Cái vị trí cầu của anh em là không ảnh hưởng gì, cách từ đây ra đấy còn xa. À, đẩy cả mất đường, nó không đúng vị trí đấy, nhìn nó vẫn còn mặt đường nhưng mà đường nó không còn, trước là đường nó ở trong này cơ mà, đi thẳng vào cái đầu cầu kia đúng không? Bây giờ hất xuống dưới kia rồi, cái chỗ cỏ voi này đi xuống dưới kia dần rồi. Lệch đi nhiều đấy, đây đi sang đây thì cái khu vực này bây giờ xử lý rất là khó, bởi vì nó đang sạt trượt thế này, nó sạt tít trên kia kìa. Cái đường này bị, nếu mà cứ làm vào nó sẽ đẩy dần, cứ một trận mưa là nó đẩy đi. Dưới này nó là chắc là nền đá, nó sâu khoảng 20-30 mét. Cái đất này nó không, cái đất thì đất đỏ này, mưa ngấm vào nhiều, nó không có chất kết dính, bởi vì cái bề mặt thì đất ở dưới sâu kia là đá, nên là cái độ dốc nữa cộng với nước mưa là nó đẩy trượt. Chỗ này thì nó bây giờ nó phải xuống đến tận 2 mét rồi. Đấy, trên kia nó xuống nhiều. Chỗ này trước đây thì nó cao bằng trên này đấy. Hôm bữa trước anh em vào lấy cái máy xúc đi sửa chỗ này thì để cho mọi người đi cho nó dễ. Bây giờ nó đây, vết nó từ cái chỗ, cái đường cũ đây này, cái đường cũ từ ở trên này xuống mà nó tụt xuống tận dưới kìa. Cái khối lượng này thì nhiều lắm, nó phải phải nhiều khối ở đây, tít tận trên đỉnh đồi kia xuống, xuống tận cái dưới này nó phải mấy trăm mét, 200 mét dài, 300 mét dài, rộng từ đây sang kia khoảng 100 mét nữa. Ở phía bên kia nó cũng sạt xuống ở phía dưới chân đấy, nó gần cái vực, ở chỗ đấy là nó có cái vực sang bên suối đó. À, chỗ đấy nó tụt nhiều hơn, trên này là tụt dần. Anh em đang đứng chỗ tụt đấy. À, vừa rồi thì cái thời tiết, do cái thời tiết ấy, mưa bão nhiều nên là anh em đi vào cái đường mà anh em đi vào đến những cái công trình của anh em đã thực hiện ấy, thì nó tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất là cao nên là rất là nguy hiểm. Hôm nay là sáng nay thì nó vẫn mưa mà anh em cố gắng vào để cập nhật cho các bác biết. Đi lại nó mưa này bởi vì nó mưa lâu rồi, ngoài đường ngoài kia nó cũng sạt, nhưng như các bác biết là anh em đi vào có những cái điểm sạt lở nó đến vài nghìn khối đất, nó mất cả đường luôn. Mà đi chẳng may đến cái chỗ đúng lúc đến cái chỗ nó sạt ở trên tả ly cao xuống thì nguy hiểm lắm. Đấy, cái vị trí sạt này nhá, là nó cách xa cái cầu của anh em, cái cầu của anh em tí nữa xuống kiểm tra toàn bộ cái cầu. Giờ chỉ, không, giờ chỉ đi xe máy thôi. Để bà con đi xe máy vất vả. Giờ không chở được vật liệu vào đấy. Cái này may ra mà mấy nữa nó trượt hết. Nó trượt hết thì nó trượt từ trên đỉnh đồi xuống thì mất hết rồi, khoét thành mất cả cái mảng đấy luôn, cụt cả đây đi luôn này. Em chào chị Mùi nhá. Giống chị Mùi. Giống chị Mùi nữa.
Cái này nhìn xa xa nó giống chị Mụi đấy nhỉ. Đi sang tận đây đón con à? Vâng. Đến làm việc không? Có tí nữa em sang. Tí đi hút tiêu mà. Đi luôn luôn. Tí nữa mới đi, em đi sau thôi. Sắp đến giờ rồi quá. Vâng. Đấy nhá, chị đi trước nhá. Vâng. Em đi sau. Anh đi đưa dâu quá. Chưa mai. À, tưởng hôm nay đi rồi. Chưa mai đi. Đấy, cái tình hình mưa bão là đường xá nó sạt sụt sạt lở khó. Bây giờ nếu mà mưa thêm vài trận nữa là cái chỗ đấy lại sạt tiếp. Trước đây là không có hai cái cầu gỗ bắc tạm này đâu, nó là cái một cái đường đi đấy, đường ô tô đi đấy. Nhưng mà sau cái trận mưa bão vừa rồi là bà con phải bắc hai cái cầu gỗ tạm để đi xe máy, mất đường. Đây, anh em đổ bê tông đường từ đây vào. Còn lành. Không vấn đề. Cầu Khe Trang của anh em, nếu mà cái vết sạt lở nó ở điểm này thì rất là nguy hiểm cho cái cầu luôn. May là nó dịch ra ngoài đằng kia, cái vết nó cắt ở bên kia, nó không đến cầu. A Quyền bổ sung một tí là qua cái cầu Khe Trang này đi vào phía bên trong này là có 80 hộ dân, khoảng mấy trăm nhân khẩu đấy các bác. Bình thường thì bà con và các cháu học sinh đi lại ra phía nghĩa lộ để mua những cái nhu yếu phẩm này, các cháu học sinh đi học là phải đi qua cây cầu này đi ra đấy. Nhưng mà do cái cơn bão số 3 kia thì cái đoạn kia nó sạt lở nguy hiểm. Vâng. Vâng, em chào chị. Cái này thì sau cái đợt mưa bão này và nó sạt lở đến khi nào nó phải ổn định đi, hoặc là nó có cách nào đấy khắc phục, chứ còn bây giờ mà sửa chữa vào nó lại sụt lún xuống thôi, không thể không khắc phục được đâu. Nó giống như ở bên cái đợt mà anh em ở bên Đề Chơ, đúng không nhỉ, cầu Đề Chơ, đúng rồi đấy, ở bên đấy nó cũng có vết sạt lở như này, nó ở vào trong. Giờ anh em sẽ đi ra ngoài phía cầu Khe Vác để cập nhật tình hình cái cầu ngoài cho các bác cùng nắm được. Cháu chào chú nhá. Thank you.
hiện tại An Ninh đang có mặt ở cái cầu Khe Vác. Cái thời gian anh em làm cái cầu Khe Vác ở với bà con thôn Khe Vác này thì 4 tháng trời. Anh em hôm nay vào cũng cập nhật qua đây thì cập nhật luôn cái tình hình cầu Khe Vác. Bà con đã trồng đất nó ở dưới thấp thế nhá. Cái này anh em tôn lên đoạn này phải đoạn này chục phân rồi. Không, đây tôn nhiều, chỗ này tôn phải lên 2 mét rồi, hơn 2 mét rồi. Cái đoạn cầu kia phải đến mấy mét? Hơn 4 mét, 4 mét rưỡi mà. Đấy, cái kè của anh em làm thì tuy rằng là nó lúc ấy bà con làm thì kè chỉ giữ đắp đất thôi. Nó to, rất là to nên là nó chắc lắm. Nhìn cái bên ngoài nó không đẹp, không được đẹp mắt cho lắm. Nhưng nó chắc. Cái đợt đấy là cái cống này này. Này, chỗ này thì anh em làm thêm một cái cống. Bởi vì cái chỗ này ấy, cái nước nó ở cái nhánh bên này về này. Bên kia là cái suối chính. Bên này là nó có cái nhánh ở trong này ra bắt buộc anh em phải xử lý cống ở đây để đón cái mương nước này, cái nhánh nước này về. Ô, chỗ này bà con lắp máy phát điện hay sao ấy? Máy phát điện. Con này trồng hết cỏ voi. Cái cống này thì anh em làm nó cũng khá vừa to lại vừa dài nữa. Nó dài sang đây mười mấy mét cơ. Bởi vì nó chìm dưới đường, cái đường đắp nó chìm dưới sâu cơ. Đảm bảo là thoát nước. Cũng nhiều nước đấy nhưng không phải là ít nước đâu. Các anh em buộc phải làm cái cống này thì là nước bên kia, nếu mà mình không làm cái cống này nó sẽ tràn lên đến mặt đường đấy các bác. Tràn vào ra mặt đường là nó sẽ quét cái chỗ kia là nó chảy đi theo đường này là sẽ bị khoét đấy, bị vỡ ngay. Nó chảy đi theo xuống đường, xuống dưới dốc kìa, nó hỏng cái đường trong này của bà con này. Đó. Lúc đầu mới vào đây khảo sát là anh em cũng loay hoay khá là nhiều phương án đấy. Vì là suối nó dài mà nó kinh rộng kinh phí thì nó có hạn. Mà mới đầu vào A Quyền thì A Trinh còn bảo làm bắc từ bên này sang đến đầu bên kia thì nó thẳng, nhưng mà cái này thì kinh phí thì nó lên nhiều lắm nên là anh em bắt buộc phải đắp cái đoạn này và làm vào cái vị trí cầu, nó vào cái suối chính này để cho nó thứ nhất là ngắn cầu và xử lý được rất là nhiều việc. Dưới này thì anh em chỉ làm cái cống nhỏ thôi, còn cái vị trí cầu này thì đón nước. Ái già đấy, cầu này hôm trước là lũ cũng rất là to luôn. Bữa trước về là anh em làm là cái phần dưới này là còn rất là nhiều đá nhỏ nhỏ, nhưng mà bây giờ nó quét đi hết sạch sẽ luôn. Đấy, còn cái phần bệ móng bên kia nhá, bệ móng bên kia thì An Ninh xử lý là cho nằm lên một cái hòn đá, và dưới đấy là có đá liền khối nên là rất yên tâm. Nó quét cũng khá là sâu nhưng mà đấy không việc gì cả. Bởi vì cái đá kia kìa, cái bệ móng, cái tim cầu là nằm lên trong cái bệ móng đấy là hòn đá. Phía bên này thì không việc gì, mới nước nó mới chảy để trơ cái bệ móng ra một tí thôi. Nhìn thấy cái bệ móng. Còn kè thì những cái kè mà anh em làm thì tương đối là chắc chắn. Thứ nhất là làm cái cầu ấy, nó đủ thoát nước. Tính làm sao lúc mình thiết kế thì nó thoát được nước, đủ được thoát được cái lượng nước đi, nên là nó không bị phá vào cái bờ kè này. Qua đây thì An Ninh cũng
thay mặt cho anh em, thay mặt cho bà con là cảm ơn các bác. Lúc mà anh em làm ấy, thì được các bác tư vấn rồi thiết kế cho, và anh em khảo sát thực tế thực địa và đưa ra những cái phương án nó tối ưu nhất. Đấy, nên là những cái cây cầu của anh em làm ấy, mặc dù là gặp bão và lũ nhưng mà nó vẫn là rất là vững chắc. Hôm trước là nước lũ gần lên đến mặt cầu cũ rồi luôn. Mặt cầu rồi. Nước là gần lên đến mặt cầu cũ này luôn này. Đấy. Đấy, nó phun từ trên kia xuống mạnh lắm, đơn giản đâu. Nó vượt qua mấy cái đá này cơ. Nước lên đến mặt cầu đấy nó khá là to rồi, nhưng mà từ cái mặt cầu ấy, cái cầu gỗ cái lên đến cầu của anh em này nó còn khoảng mét nữa mới lên đến cái cầu này. Đấy, cái cầu Khe Vác này thì anh em làm là dài là 7 mét, rộng là 3 mét rưỡi trong lòng. Cầu này dài 11m7. Dài 11m, cầu kia mới 7m đúng không? Đấy, anh em còn nhớ, còn quên đấy. Cầu này là dài là 11m, rộng là 3m5 trong lòng. Đấy, trong này thì còn hơn 50 hộ dân nữa. Bà con đi, cháu, bà con đi lại qua cây cầu này hàng ngày, thường xuyên. Anh em thi công cái cây cầu này thì mất nó gần 4 tháng. Thời gian nằm ở đây thì nó cũng chưa... Cái thời điểm đấy là gần Tết, xong là ra riêng đó. Nên là nó không vào cái mùa đấy là mùa khô. Ở ngoài Tây Bắc này thì nó không thường xuyên, nó không có lũ. Không vào mùa này trở... Vào cách đây tầm khoảng 2 tháng trước thì mưa với lại thường xuyên lũ. Đây, phía bên này cái suối nhỏ bên này cũng lũ rất là lớn luôn, đẩy cát sỏi đi. Nó rất là gấp, thời tiết nó sắp đổ mưa xuống nữa, anh em sẽ di chuyển sang cái cầu Nậm Biếu để cập nhật tình hình cầu Nậm Biếu cho quý vị cùng biết. Đây, hiện tại anh em đã đến cầu Nậm Biếu rồi. Sau những ngày bão lũ thì hôm nay anh em vào cập nhật để cho quý Mạnh Thường Quân cũng như quý vị khán giả trên kênh
nắm được là tình hình cây cầu hiện tại như thế nào. Đây là công trình của anh em làm là từ ngày 29 tháng 6 năm 2023, hoàn thành là ngày 20 tháng 11 năm 2023, cách đây được hơn năm rồi đó. Anh em hoàn thiện công trình này. Lúc anh em thi công thì làm cái cầu nó biếu, lúc đấy thì anh em làm đã gặp lũ rồi, nhưng mà nó chưa phải là lũ lịch sử như cái đợt mưa bão vừa rồi. Mưa bão vừa rồi là những cơn lũ và những trận mưa rất là to. Hôm nay anh em vào cập nhật ông bác xem là cầu của anh em như thế nào. Bờ kè thì giờ cỏ nó hơi mọc lên nhiều tí dưới suối này. Nhưng cái ngày vừa rồi thì chắc là nước lên to lắm, lên tận trên này, trên đây thì nó cao lên tận bằng này đấy, đi ra ngoài đấy thì nước nó lớn lắm. Lúc anh em thi công ở đây thì lũ nó đã ngập lên cao lên tận cái bờ cỏ, cái bờ cây chít bên kia, lên ngang tận đây luôn. Bây giờ nó quét xuống cái lòng suối, nó quét khá sâu. Công trình cái thời gian mà anh em làm thì lấy hết đá ở trong này ra rồi, nhưng mà bây giờ nó lại đá nó lại về nhiều đá lắm. Suối này rất là nhiều đá. Ở bản Nậm Biếu này thật, nhưng mà từ đây mà ra từ cầu Nậm Biếu này ra đến bản Nậm Biếu nó phải 5-6 cây số nữa, mà đường khó đi lắm, đường trong này vào đấy khó đi. Lúc anh em làm thì cầu này thì là cầu dài nhất, anh em làm là từ đầu lan đầu kia sang cái đầu này là 23 mét, dài nhất trong những cái số cầu của anh em làm. Và cái thời gian mưa lũ vừa rồi ấy, thì những cái công trình của team Tiếng Gọi Vùng Cao làm thì nó cũng gặp lũ rất là lớn, nhưng mà gặp lũ xít toang, nhưng mà may quá không sao cả. Đấy, những công trình của anh em vẫn đứng rất là vững vàng. Nay anh em vào trong bản Nậm Biếu này có chút việc nữa, bà con ở bên thôn bản thì mời anh em ra, hôm nay có đám cưới, ăn đi ăn cưới. Anh em ghi hình thì vào hôm nay là vào thứ 6 ngày 20 tháng 9 các bác nhé. Chụp cả dép ra rồi. Thì từ cái chân móng từ đây sang bên kia là 15 mét thông thủy, nên là cái khẩu độ nó lớn. Khẩu độ lớn thì thoát nước, cái suối này nó cũng nhiều nước. Lúc đầu là anh em vào là khảo sát thiết kế này, cũng phải lên phương án tính toán mãi mới dám làm cái vòm như này, cầu vòm. Cái cung này thì nó cung nó không phải là nó tròn hẳn, mà nó chỉ vòng vòng thế này thôi, nên là nó rất khỏe. Nói chung là những cái công trình của anh em làm, kể cả là bữa trước thì cũng có cập nhật được cái cầu ở trong thôn cầu Câm Kia đấy, nước ngập cũng rất là lớn, nhưng mà nó không việc gì cả. Anh em làm thì cũng tham khảo ý kiến của bà con, và cũng như là anh em nắm bắt tình hình thực tế
nên là đưa những cái cây cầu của anh em lên nó cao hơn so với những cái mức nước lũ lịch sử. Những cái cầu sắt ở cầu ở làng Tống này, cầu ở bên Đề Chơ thì những cái cây cầu ấy thì nó vẫn đảm bảo sau những cái trận lũ dài ngày và những cơn mưa rất là lớn. Công trình của anh em thì chỉ đi được ba, hôm nay là đi được ba cây cầu, cầu khe Trang, cầu Khe Vác và hiện tại là cầu Nậm Điếu. Giờ anh em sẽ vào trong bản Nậm Điếu ăn cỗ, bà con mời đám cỗ, đám cưới. Ở đây video của anh em cũng đi cập nhật những cái cầu cho quý vị cùng nắm bắt được. Có lẽ video của anh em cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập phim tiếp theo. Xin chào quý vị và các bạn.